Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình Everyday. Sorry anh em bởi vì ngày hôm nay final mà mình không thể live stream được cho anh em. Rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì highlight mình sẽ make video highlight vậy nào. Mình có xem theo dõi các cái khoảnh khắc gọi là epic moment và matchup của ngày hôm nay thì ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại Grand Final Nobody Sword vs Phonos. Ngay từ ban đầu thì mình nghĩ là Phonos sẽ chiến thắng. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Không, đây là cái set thứ set number 5. KK Elsa Muzi. Đây là matchup mà mình phải nói là mình mong chờ nhất. Đây là matchup mình đợi nhất của cái final này. Một Elsa tuyệt vời, một Muzi quá ấn tượng. Hôm nay mình khá bận nên là mình không thể livestream cho mọi người xem. Tuy nhiên thì highlight đây rồi. Cả hai player thực sự đây các tỷ lệ từ win rate của chơi overtime, non overtime tức là trong 3 phút thì là 75%, Muji luôn chiến thắng. Đối với lại mà Elsiop là 54%, là chỉ 50%. Cả đó là khả năng của ấn tượng, thực sự ấn tượng đối với lại cái kỹ năng của Muji. Ok, set Grand Final set 2, game number 5. Không ai muốn thẻ xa thẻ trước. Rip Jab hay sang? Rip Jab hay là Golem? Cả hai player đều không muốn một ra một cái thẻ bài trước luôn. Họ đang muốn chờ xem là đối phương sẽ tha gì. Và mình sẽ bắt đầu sẽ chuyển sang là lợi thế thủ phòng thủ tấn công. Chứ thực sự khi mà những cái deck bây giờ hiện tại cách đấu chơi của các player top ladder hay là CIL thì họ chuyên về gọi là thủ trước và đến kỳ công và không ai muốn ra bài trước. Thay vì là ví dụ như những cái deck mà kiểu cycle thì họ sẽ ra trước, ví dụ kiểu Miner, Warbreaker hay là Hot Cycle chẳng hạn. Tuy nhiên thì đây là những cái deck mà thường gọi là nó thiên về Grave Jail hay là Control gì đấy thì thường But I mean, Muki is one of the players who will legitimately play any deck. He has played. Không một player nào muốn thả quân trước, bởi vì càng thua, càng thả trước thì càng bị bất lợi thế. Đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng và hiện tại thì Nova đang dẫn với tỷ số là 1-0. Nova leads 1-0. Muji is Baby Dragon. Asop là IC Wizards. Wave Jab đây rồi. Đây là hai để Wave Jab. Wave Jab mà phiên bản nào mà có Tornado thì bên đấy sẽ có lợi hại rất nhiều bởi vì là Tornado sẽ active King Tower. Mà đặc biệt là active King Tower bởi con Baby Dragon hoặc là Goblin Cage chẳng hạn, Goblin Borer. Tuy nhiên cái phiên bản của Muji nếu mà có không mình nhưng mình không nghĩ là anh ta sẽ có một cái Tornado bởi vì là có cả Baby Dragon, có cả Minions, có cả Knight. Minions này thì thông thường không có Tornado. Phiên bản của Elsiop có Goblin Cage thì sẽ có Tornado. Anh ta sẽ cố gắng cycle ra một con sẽ cầm một cái Tornado. Tornado đâu chưa đủ Heli rồi. Còn Baby Dragon vẫn còn sống, rất lượng máu rất nhiều. I see Wizards Tornado. I chip King Tower rồi. Active King Tower, một bên nào mà Active King Tower rồi thì bên đấy sẽ có lợi thế rất rất nhiều. Đặc biệt là khi mà chống Graveyard. Thôi xong rồi, Muji. Liệu rằng Muji với tài năng của anh ta sẽ làm thay đổi tình thế được không? Tornado và Poison ở phía cầu rồi. Vẫn có rất nhiều đam đến từ Poison và đâu đó là một vài đam đến từ Skeleton. Tuy nhiên thì Elsiop vẫn đang control cái game này khá tốt. Tornado ở trong cái matchup này nó sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn bởi vì nó sẽ kéo tất cả các quân lại và sau đấy nó sẽ poison đốt chết tất cả mọi thứ. Bây giờ thời điểm poison cho tên này hơi sớm. Tuy nhiên thì cũng khá là hay bởi vì là deck của cái matchup này nghiêng về Elsiop bởi vì anh ta là active King Tower rồi, anh ta dùng một con Baby Dragon để chặn con Baby Dragon đến kia phía ngay cầu. Tuy nhiên Baby Dragon nó cắn vào một hit đến từ con Baby Dragon và nó trúng vào con Barbarian mà còn đi xuống dưới. Tốc độ còn đẩy rất nhanh rồi, chúng ta còn một phút nữa. Thời điểm đã expire ly rồi. Poison đẩy lệ. Đốt, càng đốt. Và tiếp tục Muji sẽ poison ở trong thân này. Anh ta sẽ có lợi thế rất nhiều. Elsiop anh ta không dại gì mà sử dụng Poison để defend bởi vì là anh ta đã có Active King Tower rồi thì thực sự là anh ta luôn luôn sẽ đẩy Poison để làm công. Kết hợp với Grave Jab, Tornado!
Good, và poison luôn. Instant moment mà chỉ cần một cái khoảnh khắc một khoảnh epic như vậy thôi, một khoảnh khắc mà đã như vậy thôi thì sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu. Tuy nhiên cái lượng máu bây giờ là khá cân bằng. Azog vẫn đang có lợi thế hơn rất nhiều. 20 seconds left. Liệu rằng Muji sẽ có control the game này? Poison đấy rồi. Tiếp tục là poison. Muji cần phải có một pha của Great Jump nữa, nhưng mà như thế này thì Great Jump không thể bao trụ được rồi vì có Baba Yaga, có được con này rồi. Congratulations. Let's go. They got the game in number 5, set number 2. Congratulations. Nova Esports in a... Nova Esports lead 2-0. Okay, game number 3, set number 3. No, Muji and AVS are serious. CRX. Earthquake, rồi Hot Earthquake luôn là một cái điểm, một phải nói là cái cơn ác mộng so với X-Bow, bởi vì X-Bow rất khó để có thể chống cái deck này. Muji, người ta đang mang lại cơ lợi hy vọng cho cái Team Phonos, bởi vì là hiện tại thì tỷ số đang là chuẩn bị là, chuẩn bị sẽ là 2-1 rồi, tỷ số hiện tại là 2-1. Rất tốt, mặc dù là cô Muji anh ta để thua cái game đầu tiên khi mà anh ta đánh Hot Earthquake mà gặp Lava Miner, một cái deck khá là khó cho Hot Earthquake. Tuy nhiên thì Muji anh ta đánh rất tuyệt vời. Nhưng mà phải nói là hiện tại thì Muji đang có lợi thế và anh ta sẽ có một chiến thắng để mang lại cái niềm hy vọng mới cho Team Phonos. Ok, 2-1. Congratulations Muji. Phonos 1, Nova 2. Ok, let's go. Game number 4. Game number 1, set number 4. KK, Elsiop. Next, KK anh ta chơi với cái deck Lockbait mà anh phải nói là thực kỳ là yêu thích của anh ta khi mà anh ta còn đánh ra chính ngày đầu cho Team Greenwood. KK nổi tiếng với Lockbait và đây là Lockbait vợ. Đây là phiên bản có Lockbait Classic version. Bỏ ngay một turn Goblin Barrel luôn. Giờ sẽ rất nhiều đam đến từ Goblin Barrel. Tuy nhiên thì đây là một turn cục giúp đến từ Elsio. Goblin, Zappy, Heal Spirit và có cả Royal Hawk nữa. Con Heal Spirit đã nhảy lên rồi bơm máu rất nhiều cho Royal Hawk. Tuy nhiên thì con Princess không thấy cách nào có thể xử lý một con Princess Fireball. Lượng Ellie bây giờ là cân bằng, tuy nhiên thì Elsio đang có lợi thế hơn. Nhưng mà cái deck của Elsio thì anh ta rất nặng Lily. Anh ta cần phải tính toán được cái lượng Lily nó rất cực kỳ là chia ly để có thể chơi được cái game với cái cây này, với cái cây. Khi mà anh ta cycle được hai con preset thì thực sự phải nói là cái cây rất khó để có thể defend. Anh ta luôn phải sử dụng Goblin Barrel Baba Yaga Barrel để counter Goblin Barrel hoặc là anh ta sử dụng Fireball. Tuy nhiên thì có thể là anh ta sẽ bỏ một turn counter Goblin Barrel sẽ dồn đất tất cả rất nhiều Ellie và tấn công vào turn tiếp theo. Rohawk đẩy lên, Infernal Tower xuất hiện. Tuy nhiên thì con Zappy. Zappy đã giật vào Finisset rồi. Tuy nhiên thì Zappy giật hơi chậm. Tuy nhiên thì tính năng của Zappy thì phải nói là ấn tượng khi mà counter trong cái gọi là meta hiện tại khi mà có Royal Dragon. Đặc biệt là có Royal Resurgence sẽ là một gọi là một cái quân bài hợp lý ở meta hiện tại khi mà Fisherman xuất hiện quá nhiều. Bây giờ thời điểm mà cắm Barbarian. Thẻ cuối cùng của Elsiop là gì đây? Một con Musketeer. Không có đạn, vẫn có một hit đến từ Goblin. Lượng máu bây giờ là không tranh nhau cho lắm. Elsiop anh ta chưa muốn sử dụng một con preset. Con preset bên này thì nó gần cầu thì chúng ta có xử lý được. Đã fireball cho con preset thứ phía xa, rất tốt. Vậy là Barbarian. Good. Sẽ xảy ra một con preset nữa. Thì thực sự phải nói là rất khó để có thể giết được con preset. Chẳng nhẽ là sử dụng fireball trong tuần này thì không hợp lý một chút nào. Chưa đủ Ellie. Infernal Tower đi rồi. Rất cục xúc, tuy nhiên thì cái deck cái tốc độ đánh, tốc độ tấn công của các quân bài này nó rất là chậm, vì vậy là không thể nhanh hơn được. Và số anh ta đang control game rất tốt, có rất nhiều đam đến từ vị đàn Warhawk bên kia.
nhưng phải đánh như thế này thì anh Al Sirot liệu rằng sẽ có ăn được game này không? Thời điểm mà KK anh ta cần phải có một hai cái rocket nữa. Anh ta sẽ muốn game down the lock hơn nhiều hơn là việc mà sử dụng rocket ngay từ bây giờ. Robin Razzle rất hay, bắt được bài rất tốt. Và đây thời điểm mình nghĩ là đây là tuần cuối cùng để thành công rồi. Zappy! Một 5 on không kịp. Oh, but also the goblins! What the fuck? Just left alone with Zappy. No way! Wait. I can't believe it. We don't have enough damage from two Roy Hawk on the rise. Come on. Did it again. It looks hopeless and close. Okay, let's go. Game number 2, set number 4. KK, LCO. KK 1, LCO 0. No, LCO. Goblin barrel. Heal spirits. Bye-bye, Anhut. Bye-bye, Anhut. KK, anh ta có một Goblin Brawler và Goblin Cake. Nhà sớm, anh ta không muốn con Baby Dragon này cắn vào một co, cắn vào cái Bye-bye, Anhut. Vì vậy là anh ta thả ngay một con Zappy. Đây gì đây? Gọi là Royal Dragon. Fisherman Royal Dragon đây rồi. Còn Goblin Brawler bên kia không phải quan tâm cho lắm. Phiên bản này sẽ có Lightning hay là Fireball đây. Nếu mà Fireball thì Elsot sẽ bất lợi thế hơn. Fireball rất tốt đến từ Elsot. Cây cây mình đoán đây là Royal Dragon rồi. Còn Elsot anh ta rất thích chơi Royal Hawk. Đặc biệt là Royal Hawk vợ cái mùa này nó chặn được X-Bow rất hay. Và đây là Royal Resilman. Thế cuối cùng mình nghĩ là một condition và chắc chắn cái phần trăm cao nhất vẫn là Royal Hawk. Rất nhiều đang đến từ đàn Royal Res. Con Royal Giant và điều gì đang xảy ra với Elsiop vậy? Tuy nhiên thì cái lượng có hai con, đừng quên là chúng ta có hai con Royal Resilman ở phía bên trái và nó rất nhiều đam. Thì cận Elsiop anh ta có rất nhiều đam đến từ hai con đấy. Hiện tại bây giờ Eli cân bằng, không, Eli tranh nhau hơn 3 Eli, 2 Eli. Và lượng máu bây giờ là cân bằng. Tuy nhiên thì chúng ta còn chờ xem là KK liệu anh ta sử dụng Fireball hay là Lightning đây. Mình nghĩ Fireball ở trong cái matchup này nó quá là biệt, sẽ có lợi, gọi là như nào nhỉ, quá lợi thế cho KK. Chứ nếu mà anh ta sử dụng Lightning ở trong cái matchup này thì thực sự rất khó. Rất khó luôn mà quá đen. Nếu mà như vậy là quá đen luôn. Chúng ta còn chờ xem cái last card Lightning or maybe Fireball. I think this Fireball is better. Có Fireball fail. Tuy nhiên Fireball được fail trong giờ này thì không cần phải quan tâm cho lắm bởi vì là Lightning thôi xong rồi. Oh, he needs a Fireball. No Lightning right now. Come on. The Fireball is better right now. The Lightning will make it harder for him. Tiếp tục là ba ba hút đánh như thế này thì thực sự phải nói là KK anh ta nó rất chế. Anh ta đã bị đánh theo cách đối chơi của rất chậm rãi của Elsiop và anh ta không thể đánh bách nào có thể bảo quân và trụ được. Chẳng nghĩa Royal Dragon mà đẩy lên như con thế này thì Royal Resilman nó sẽ đâm chết và ba ba Ryan. Hơn nữa đây còn Flying Machine nó sẽ support rất nhanh. Lightning cho Flying Machine hợp lý. Tuy nhiên thì thực sự cái matchup này khó quá khó cho cái cây. Anh ta cần một cái Fireball hơn là một cái Lightning. Fisherman is still there clogging up the lane a little bit for KK. Flying Machine. Heal Spirit. Con Flying Machine nó sẽ chặn được, nó sẽ chịu được 3 turn của Flying Machine vẫn còn sống. Thì bye bye vẫn còn sống và chúng ta bắn cần chết con Fisherman luôn. Hiện thời điểm bây giờ thì Elsiop anh ta đang có lợi thế rất nhiều với Zappy Royal Resilman. Mặc dù là con Baby Dragon nó sẽ làm việc tốt để kéo thơ được cái đàn này thôi, tuy nhiên thì Zappy đầy lại đầy máu rồi. Fireball, Barbarian đầy lên. Tiếp tục là Flying Machine nó sẽ xuất hiện để defend con Baby Dragon này đã. Làm gì là Lightning.
Chúng ta còn một phút cuối cùng. Is now stopped but permanently right in there. Archie getting Archie. Ui, Oni đoán rồi, tấp tay theo tên này. Royal Hawk sẽ đẩy lên 5 on. Không chết con Fisherman, chuẩn luôn. Bởi vì con Fisherman mất chớp trâu. Chúng ta cần phải có một con Azul cần phải đặt một cái Royal Resume trong tên này đã. Thời điểm này cái anh ta cần phải thả ngay một con Royal Dragon nếu anh ta không muốn thua. Và thời điểm của Elsiop anh ta spam quần ngay cầu. Thì là khó chịu. Thời điểm đây là thời điểm mà Royal Dragon không thể vượt qua được Zappy. Chúng ta đã có 5 Drag và Zappy cộng với lại 4 cái Zappy cộng với lại 1 cái 3 Baranos. Làm thế nào để vào trụ này. Thì số bây giờ là 1 đều. GG, well play. Hoàn toàn. Good job, Elsiop. Ok, let's go. Game number 3, set number 4. Good luck, both player. We're gonna find out. Elsiop is in blue. KK is in red. Elsiop sẽ chơi biên bản gì đây? Có Goblin Spear, mình nghĩ ngay đến deck. Đó chính là có Nai nữa thì đây là deck Mozabit. Nhưng mà phiên bản Mozabit có gì đây? Chúng ta còn chờ phiên bản mô tả bệ có cái gì đây, có chắc chắn là sẽ có Skeleton Barrel rồi. KK anh ta muốn bắt bài cái deck cùng cái deck Royal Hawk lúc nãy vì vậy anh ta sử dụng cả Barbarian và Royal Diviley Poison nữa. Còn có Hunter. Thực sự phải nói là KK hình như bị bắt sai bài rồi. Tuy nhiên thì hiện tại thì KK đang vẫn control được game này. Những cái phút đầu tiên thì control game bình. Hai bên là cân bằng. Elsiop chắc chắn là sẽ có một con sẽ có một cái Fireball Barbarian. Mình nghĩ là Barbarian sẽ hợp lý. Canon Cast. Xong rồi. Sẽ khó cho cây cây đây. Bởi vì Canon Cast mà sử dụng để đi fan Rave Yap thì sẽ là hợp lý ấy. Và có Barbarian nữa. Skeleton Barrel đẩy lên. Con này xuất hiện và làm mini tank cho Barbarian, cho Canon Cast. Chúng ta sẽ có một pha đi vào của Barbarian của Canon Cast không? Không được rồi, con Hunter nó chặn rất tốt. Và Spear, Goblin Spear. Goblin Spear spam rất nhanh. Và cây cây anh ta luôn, anh ta phải phá ngay một cái một con Mega Minion nữa. Cây cây anh ta bị outside goal rồi. Và Skeleton Barrel đẩy lên. Phải nói thực sự là Skeleton mà xuất hiện từ cái Skeleton Barrel nó rất thông minh. Bạn biết là nó luôn lao vào trụ chứ không luôn ưu tiên lao vào chóp. Mình đã kinh nghiệm của mình là mình thấy là nó toàn lao vào trụ rồi trước khi nó lao vào chóp toàn nó móc ở rìa nó cực kỳ khó chịu. Đó là sự lợi hại của Skeleton Barrel. Thế cuối cùng của KK đó chính là Grave Yap. Poison rồi, hợp lý. Có cả chúng cả Musketeer, chúng cả Canon Cast và Motor. Phải nói là đàn Goblin Spear và Barbarian đẩy lên là support cho Motor. Tuy nhiên Motor cho tường này không bắn, chưa bắn được vào trụ rồi. Poison. Đánh vào cái cây rất khó chịu, anh ta vẫn trung trồ cái game này. Goblin Spear. Tiếp tục đẩy Skeleton Barrel không? Đã, chúng ta phải cần một cái Mota đã. Mota ở trong tôn này là phải tông trước đã. Tại vì là Mota là cái tầm bắn tầm rộng của nó xa vì vậy là ép đối phương là phải thủ trước. Skeleton và Barian xuất hiện rất tốt. Kịp thời. Canon Cast sẽ defend ở phía bên phải. Và đây là thời điểm mà Goblin Spear, Nai nữa, Barbarian nữa, làm mọi thứ để có thể counter cái game này. Để control được cái đàn Grave Yard Poison này. Mất rất nhiều Ely nhưng mà vẫn giữ được cái trụ. Lượng máu bây giờ là cân bằng. Chúng ta hơn 1 phút 40 giây nữa. Canon Cast spam ngay cầu ạ. Quá là thú vị. Sẽ là một pha tấn công. Có cả ba xuất hiện của Barbarian và Royal Diviley. Và đây là thời điểm mà Skeleton Barrel đẩy lên. Hiểu rằng cái cây sẽ có thể chấp hội đồng Hunter sẽ xuất hiện. Và Mega Minions. Mega Minions như thế này thì có Skeleton nó sẽ ra vào trụ rất nhiều đấy. Skeleton
Poison ở trong cái turn phía bên phải, bởi vì là nó sẽ con Musketeer team nó sẽ bắn chết vào đợt con minion và hai con Barbarian này. Tuy nhiên thì trong cái turn vừa rồi đã là KK anh ta sử dụng một con Hunter sẽ hợp lý hơn là việc sử dụng con Mega Minion. Rất khó chịu đi từ Elsloop, spam sau hàng ngày rất nhiều phương diện. Goblin Spear Lounge và chết vào Poison rồi. Và Barian xuất hiện. Musketeer xuất hiện luôn, một ta. Tuy nhiên, quá. Chúng ta cần phải có một gian, một sơn của Mota vào trụ hoặc là một con khăn khác. Rất nhiều đang đến từ Skeleton và Mota bắn vào trụ rồi. Chúng ta sẽ có hàng hit của Mota. Chú hit Mota. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? Cannon Cast vào trụ. Oh my god. Karakas vào trụ. Oh my god, unlucky KK, anh ta đánh rất hay rồi, tuy nhiên thì LCU number 1, congratulations Nova, Nova Champion, congratulations Nova Esports.